Chào quý anh chị em, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Nếu trong tháng 8, tháng 9 anh chị em có những cái vụ kiện đang chuẩn bị xét xử, đã kháng cáo thì hãy liên lạc với luật sư Thu Đoàn để được luật sư Thu Đoàn cùng đội ngũ tư vấn cho các anh chị em, để các anh chị em cảm thấy yên tâm khi chúng ta đến tòa. Tôi sẽ kể cho các anh chị em nghe một cái câu chuyện khi đi tòa với vai trò của người làm chứng. Tôi sẽ đặt cái tên của video có tên là so sánh giữa hai người làm chứng. Các anh chị, ngày hôm qua tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì nguyên đơn đưa ra người làm chứng, bị đơn cũng đưa ra người làm chứng, và trong đó tòa án sẽ nói gì. Tôi lại nhớ một cái vụ kiện cách đây cũng khoảng 5 năm, thì cũng tại thẩm phán đó các anh chị em ạ. Cũng tại thẩm phán đó, nguyên đơn đưa khoảng 15 người làm chứng, bị đơn thì chỉ đưa ra hai người làm chứng. Và chúng ta sẽ đi vụ kiện của quá khứ đến hiện tại các anh chị em ạ. Thấy có một cái sự trùng hợp rất là vui. Các anh chị em biết không, tôi hành nghề luật sư được hơn 10 năm rồi. Tuy nhiên thì có những cái vụ kiện dân sự thì vị thẩm phán đó lại tiếp tục thụ lý lại lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Chúng ta đi từ quá khứ trước các anh chị em ha. Một cái vụ kiện liên quan đến việc tranh chấp đường đi, Tòa án Nhân dân huyện của thành phố Hồ Chí Minh thụ lý xử. Thì nguyên đơn khởi kiện cho rằng cái đường đi này là đường đi chung của gia đình bà, và bà buộc rằng là cái bị đơn phải mở lối đi chung. Tôi còn nhớ là diện tích đất của bà thì có khoảng chừng chưa được 300 mét, nhưng mà buộc cái con đường đi á, các anh chị em ạ, đường từ ở đường công cộng, nói chung là đường nhựa, mà đi tới đất nhà bà nó tới 1.500, có nghĩa rằng gấp 5 lần so với cái diện tích mà bà được hưởng. Cái câu chuyện là như thế này các anh chị em ạ. Hồi xưa đó, đất rộng người đông, nhà thì có hai anh em đúng không ạ. Bên này là tôi cứ cho là một mẫu đất đi ạ, rồi ở phía trong là một mẫu đất, thì một mẫu đất của phía ông phía ngoài á, thì ông lại bán cho một người. Tuy nhiên mẫu đất ở phía trong của một cái ông nhiều con, cho nên ông cho làm 5 đứa con. Thì khi 5 đứa con này á, thì bắt buộc ông phải chừa cái con đường đi, thì ông lại không chừa con đường đi, và ông lại đi cái đường mòn. Thì khi mà cái ông ở phía ngoài mà giáp cái đường lối đi công cộng á, đường nhựa có tên đường á, thì ông mới bán cho người thứ ba, dẫn đến họ không cho đi nữa. Và như tôi nói các anh chị em ạ, khi cái người con ở phía trong phải đi ra lối ra phía ngoài thì mới được tiếp xúc tới đường công cộng, thì họ mới chia nhỏ ra làm bán cho rất là nhiều người. Thì trong đó có một cái người đó mua chỉ có 300 mét, và họ lên tiếng, họ cho rằng là họ đi kiện để họ đòi con đường ra. Thật ra cái vụ kiện bây giờ cũng chưa dừng lại, chưa vẫn còn chưa có kết quả thắng thua các anh chị em ạ. Hôm nay chúng ta tập trung vào nhân chứng. Thì nguyên đơn, cái người nguyên đơn có ở trong cái tay của họ là phần diện tích là 300 mét vuông đất này, thì họ đi kiện buộc
phía bị đơn phải mở cho họ một cái lối đi ra đường công cộng, thì họ cung cấp đâu đó khoảng hơn 10-15 người. Thì tôi nhớ cái phiên tòa sơ thẩm thì nguyên đơn cung cấp khoảng 15.000, thì cũng rất là tội nghiệp các anh chị em ạ. Vì họ đến với một cái không có am hiểu pháp luật, cho nên họ đến họ trong một cái tình trạng họ giống như là mình biết được một cái nhân chứng, giống như một kể một cái vụ tai nạn giao thông, nó không có đi theo những cái quy định của pháp luật. Trong khi đó bị đơn là người của luật sư Thu Đoàn, thì tôi đã cung cấp cho họ, tìm tập cho tòa hai nhân chứng thôi. Hai nhân chứng là người trưởng ấp của cái vùng đó. Ông đó nói rằng đây là con đường, đây không phải là con đường. Trước đây là hai anh em ruột, mỗi người được 10.000 mét vuông đất, và người đầu tiên thì bán cho một chủ khác. Người thứ hai ở phía trong phải đi qua miếng đất của người đầu tiên thì mới ra đường công cộng. Và như vậy đây không phải là con đường đi. Đó là một cái câu chuyện về cái nhân chứng thứ nhất. Và nhân chứng thứ hai, nguyên đơn cung cấp chứng cứ và bị đơn cũng cung cấp chứng cứ trong cùng một vụ kiện. Trở lại cái vụ kiện nguyên đơn cung cấp chứng cứ và bị đơn cung cấp chứng cứ, thì nguyên đơn đã cung cấp chứng cứ từ những lần trước, từ những lần phiên tòa trước và trong xuyên suốt tất cả những cái vụ kiện. Tại vì đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người ta lấy những cái hộ nhân dân liền kề. Nguyên đơn cung cấp nhân chứng thì do được bày, được vẽ, được học, được hành, được, cho nên nguyên đơn cung cấp. Và ông trả lời tại tòa như thế này, ông bảo rằng là ông là người sát bên cái quyền sử dụng đất tranh chấp, và ông biết rằng là nguyên đơn khi mua đất thì nguyên đơn trồng cây trên đất, thực sự là hàng xóm láng giềng, và ông cũng là một trong những khu phố, trưởng khu phố đó. Thì ông cứ cung cấp cho tòa: tôi biết cái việc. Chúng ta định nghĩa lại cái nhân chứng, các anh chị em ha. Nhân chứng là người biết cái việc này, biết, và họ phải cam đoan về cái tính pháp lý của cái việc này có đúng hay là sai theo quy định của pháp luật. Thì cũng như vậy, thì bị đơn sau một lần hoãn phiên tòa thì bị đơn cung cấp một cái chứng cứ đến tòa. Bị đơn cho rằng tôi có một cái chứng cứ. Trước khi mà tòa án yêu cầu nhân chứng, người làm chứng, thì tòa án phải giải thích quyền và nghĩa vụ của người làm chứng. Ngày hôm qua thì tôi thấy tòa án giải thích như thế này các anh chị. Về vai trò của người làm chứng, ông phải cam đoan là ông khai đúng sự thật. Nếu ông khai gian dối thì sẽ có những cái hình thức như là phạt cảnh cáo, hoặc là không sử dụng chứng cứ, hoặc nặng hơn là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nói chung đơn giản là tòa sẽ giải thích rằng tiếng nói của nhân chứng tại tòa rất là quan trọng, có thể ảnh hưởng đến quá trình quản lý giải quyết vụ án. Và hôm nay thì luật sư Thu Đoàn kết lại vấn đề cái sự so sánh của hai nhân chứng. Nguyên đơn cung cấp không quan trọng, bị đơn cung cấp cũng không quan trọng. Cái quan trọng là nếu trong trường hợp hồ sơ đó thì chính người thẩm phán họ có một cái niềm tin nội tâm rằng thì là a
sẽ là người đúng trong cái vụ kiện này. Thực ra thì nói thật với các anh chị em, nói đùa vui thôi, chứ thật sự ra đối với những vị thẩm phán ở trung cấp có cái quá trình xét xử 10 năm, 15 năm, thì khi họ nhìn, họ biết rõ là cái người nhân chứng này là trung thực hay là gian dối. Dễ lắm các anh chị em ạ. Cái lời nói nó thể hiện trên cái khuôn mặt. Cái lời nói nó thể hiện trong từng cái phát âm. Chúng ta không thể có những cái gì mà chúng ta không biết được, đúng không ạ? Hồi xưa Thu Đoàn vẫn nói các anh chị em á, là có những lúc tôi vẫn cho trên mạng và tôi cho rất là thật tình. Nhiều người thì lại không hiểu, cho rằng là luật sư Thu Đoàn cho rồi tư vấn rồi lại lấy tiền. Dạ, tôi tư vấn tôi buộc phải lấy tiền chứ, đúng không ạ? Còn những cái kiến thức mà luật sư Thu Đoàn có với tư cách là một người đi trước rồi cho các anh chị em. Rồi chúng ta sẽ so sánh hai nhân chứng vào ngày hôm qua tại tòa án thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ thấy một người họ là hàng xóm láng giềng, họ cũng là một người trưởng khu phố, đất của họ liền kề. Còn một người khác là cũng được mời với tư cách là nhân chứng, thì ông nói rằng là ông cũng là người dân địa phương, cách đó là 500 mét, thì theo được sự của theo sự mời của bị đơn thì ông có đến và xem cái miếng đất đó thôi. Xem cái miếng đất nó khác với cái việc là thấy được những cái quá trình quản lý sử dụng. Chúng ta sẽ tóm lại một chút xíu về mặt nhân chứng. Nhân chứng là người hiểu biết những cái quy định của, biết cái việc đó xảy ra và sẽ cung cấp cho tòa để làm cho vụ kiện được khách quan, đầy đủ và toàn diện. Hy vọng với không có một cái đạo diễn giống như những của đài truyền hình, thì luật sư Thu Đoàn cho các anh chị em, nếu trong trường hợp chúng ta muốn cung cấp chứng cứ ở tòa thì chúng ta hãy nên cung cấp những chứng cứ, những người biết cái việc đó, để chứng cứ của chúng ta được thuyết phục thông qua cái chứng cứ này. Đó là một trong những nguồn chứng cứ để chúng ta cung cấp cho tòa án, để cho vụ kiện của chúng ta được thắng. Chúc các anh chị em thành công và nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt.